Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Trương Hoàng Mai Anh mang bầu với Reiki sau 4 tháng yêu. Reiki và bạn gái đã vô cùng mừng rỡ khi mà đón nhận tin vui, nhưng sau đó thì ngơ ngác vì nước đi này chưa lường trước. Ít giờ trước thì hot girl Trương Hoàng Mai Anh và bạn trai Reiki đã bất ngờ thông báo mang thai con đầu lòng sau gần 4 tháng công khai hẹn hò với nam ca sĩ. Đến tận giờ phút này thì mình thấy cuộc đời mình giống như một bộ phim vậy. Mình từng gặp nhiều chuyện không mong muốn trong tình cảm lẫn cuộc sống, trải qua đủ cung bậc cảm xúc khác nhau. Quá nhiều biến cố đến mức có lúc mình đã từng nghĩ ngoài gia đình ra chẳng còn ai đủ để cho mình niềm tin. Mình đã trở nên tiêu cực trong cả hành động lẫn suy nghĩ. Mình ít giao tiếp, ngày mở lòng cũng chưa sẵn sàng để ai đó bước vào đời mình thêm lần nữa, cho đến khi mình gặp Trần Anh Quân, Reiki. Mọi thứ từ đó đến giờ đã thay đổi không ngờ. Sự quan tâm, yêu thương và năng lượng tươi sáng từ khi đã khiến cho mình nhận ra trên đời này vẫn còn tồn tại một người để mình có thể dựa vào, để mình được yêu thương và hướng về cùng với một đích đến. Chúng mình đã từng suýt lạc mất nhưng rồi lại tìm thấy. Khi hai người cô đơn đồng điệu gặp nhau, mình tin đó là khởi đầu cho một hành trình hạnh phúc mới. Hôm nay là sinh nhật mình, cũng là sinh nhật lần đầu tiên có cậu và có em. Cảm ơn trời đã cho mình một món quà sinh nhật thiêng liêng và vô giá hơn bao giờ hết, bạn gái Reiki đã vui mừng chia sẻ. Hot girl Trương Hoàng Mai Anh cũng tiết lộ, cô và bạn trai đã lên kế hoạch kết hôn, mua nhà, sinh con, xong việc có con một cách thần tốc khiến cho cặp đôi ngơ ngác. Lúc biến tin thì hai đứa mình vui như điên lên, xong nhìn nhau ngơ ngác vì nước đi này chưa lường trước, tụi mình chưa chuẩn bị gì cả. Nhưng cái gì chưa biết thì học, và tụi mình đang học để làm bố mẹ lần đầu tiên trong đời, bạn gái của Reiki trải lòng. Thông tin về Mai Anh mang thai con đầu lòng với Reiki khiến cho dân mạng không khỏi bất ngờ, bởi cả hai mới công khai hẹn hò vào hồi giữa tháng 5, tức đến nay chưa đầy 4 tháng. Xong dưới phần bình luận thì bạn bè và người hâm mộ đã bày tỏ sự vui mừng, gửi lời chúc mừng tới cặp đôi trai tài gái sắc. Được biết, Reiki và Mai Anh đã chính thức trở thành cặp đôi sau chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Từ khi công khai chuyện yêu đương thì Mai Anh và Reiki đã liên tục khoe khoảnh khắc tình tứ và mật ngọt